làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cả mây. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, bao lời ân ái những bài tình ca. Trong trái tim đã lâu thật lâu, dù ngày mai ra
sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài, cuối con đường nắng lên trời đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về, ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau. Thank you.
là một ngày thật vui, ước vọng mở ra từ trang xa. Thầy cô như mẹ cha tháng ngày dặn dò đàn con thơ ngây mau lớn lên. Sau ngôi trường em mai âm mộ xa đi, chúng lẻ tiếng cười chúc những niềm khát vọng. Khi đua học đợt trắng mai xuân là cho ngoan, như tấm lòng có thầy người đến mỗi mong. Nhưng sau ngôi trường em trường thân thiện mến thương, trên gần em hôm nay ấm áp tình có thầy thắp lên một tình hình sáng. Thank you.
đây hỡi những cánh sao lung linh, về đây hỡi những đóa hoa tươi xinh, về đây hỡi những gót chân phiêu linh, về cùng nhau ca hát. Về đây hỡi những chiếc hôn đang yêu, về đây hỡi những trái tim hoang liêu, về đây nhẹ như đôi khi đã về. Về sưởi ấm lòng nhau. Nào hãy cùng thắp ngọn nến yêu thương bao la, nào hãy cùng nói lời thiết tha trong tim ta, và hãy cùng hát lời ước mơ xin trăm năm dân đam mê ngút ngàn. Đời sẽ là cánh diều cuốn ta bay đi xa, dù biết rằng có lần vuốt giữ lại nỗi vui trong thiên thu người ơi. Trong lòng em con tim tình yêu trao anh.
trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó như lời yêu mê say, là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người. Đôi khi hận ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Chào đón quý ông và quý vị quan khách, bạn bè gần xa cùng bà con nước xóm, đặc biệt là đôi bên gia đình nơi ngoài. Chúng ta đã đến chương trình để vui chúc mừng cho gia đình anh chị Sa Chù, anh chị Trần Thế trong tiệc mừng dân gian trên ngày hôm nay. Và cho phép toàn thể người dẫn trình sẽ được thay lời cho dịch vụ Sa Chánh Ngọc Thông cùng với ban nhạc Quốc Hùng sẽ gửi gắm tới quý đời ngoài, quý ông quý bà, quý vị khách quý, bạn bè gần xa lời cảm ơn chân thành cùng lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và kính thưa quý vị, đúng là tiếng pháo nổ thì rất mừng một mùa xuân đến, tiếng pháo nổ chúc mừng trong tiệc mừng tân gia. Và kính thưa quý vị, đáng lẽ ra trong tiệc mừng tân gia để mừng cho ngôi nhà mới, ngôi nhà khang trang của gia đình anh chị gia chủ, anh chị Trần Thế trên ngày hôm nay thì phải có pháo nổ đụng đoàn để cùng chúc mừng cho gia đình. Nhưng giờ đây vì nhà nước cấm pháo rồi thì không ai dám sai. Mong rằng chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật dài để cùng chúc mừng trong tiệc mừng tân gia ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý người ngoài, quả đúng là mỗi ngày trôi qua đi là một món quà thật là tuyệt vời mà cuộc sống cũng đã ban tặng cho con người chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày vui của gia đình anh chị Xuân Thế, cùng với sự cố gắng của gia đình anh chị cũng đã mang lại một thành quả tốt đẹp, đó chính là ngôi nhà mới, ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Và những lời tâm sự và chia sẻ từ phía gia đình anh chị gia chủ, anh chị Xuân Thế cùng với bạn thân tôi cũng có nói rằng từ khi gia đình anh chị lập gia đình đến nay cũng gần được 17 năm. Và trong khoảng thời gian 17 năm đó thì gia đình anh chị cũng đã nắm tay chung tay xây hạnh phúc, cũng đã có được hai người con, một người con gái và một người con trai. Ngày mà gia đình anh chị đặt móng xây dựng ngôi nhà mới của mình, đó chính là ngày 4 tháng 2 âm lịch. Và ngày hoàn thành đó chính là ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu, và do tốt thờ anh Mã Tá đến từ địa chỉ thôn Thanh Sơn xây dựng. Và kính thưa quý vị, kính thưa quý người ngoài, ông bà ta thì thường có câu rằng an cư thì mới lạc nghiệp, phải không quý vị? Vâng, quả đúng là như thế. Sau bao nhiêu năm tháng cũng là nỗi chắc chiêu của gia đình. Và ngày hôm nay được sự quan tâm của đôi bên gia đình nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con lối xóm đã giúp đỡ cho gia đình anh chị có một ngôi nhà mới, ngôi nhà khang trang ngày hôm nay. Và ngày hôm nay gia đình anh chị long trọng tổ chức tiệc mừng tân gia, và trước tiên là để ra mắt quý vị ngôi nhà mới,
sau là cảm ơn tới quý đời ngoại, bạn bè thân hữu gần xa và con lớn xóm, có những người thợ xây chung tay xây dựng lên ngôi nhà mới, ngôi nhà hạnh phúc của gia đình anh chị trưa ngày hôm nay. Và đây cũng là lý do chúng ta có mặt trong hoàn trường trong tiệc mừng tân gia để cùng chung chia niềm vui và chúc mừng. Xin mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt cùng chúc mừng. Vâng, xin thưa quý vị, đúng là đã bao ngày tháng gian nan, chồng vất vả, vợ lo toan hàng ngày, bây giờ thỏa ước mơ này, ngôi nhà thành đạt tràn đầy niềm vui. Và trong niềm vui hân hoan hôm nay, xin quý vị quý nhân ngoài chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu hạnh phúc trung tâm của gia đình, đặc biệt là cùng dành những tràng pháo tay thật lớn thật giòn giã để cùng chào đón anh chị Duẩn Thúy là chủ nhân của ngôi nhà mới, ngôi nhà khang trang ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu bằng một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt. Quý vị trong niềm vui hạnh phúc thần hoàn hôm nay, xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị, trước đây gần 17 năm niềm vui hạnh phúc của mình thì anh chị ra mắt tất cả quý vị ngôi nhà mới, ngôi nhà thành đạt của mình. Và kính thưa quý vị, ông bà ta thì thường có câu rằng đời con người chúng ta thì sinh ra có ba việc khó. Việc thứ nhất là tậu trâu, việc thứ hai lấy vợ, và thứ ba đó chính là làm nhà. Việc thứ nhất thì tậu trâu, nhưng giờ đây không ai còn tậu trâu nữa là gì phải không vị? Bởi vì những công việc đồng áng nương rẫy của chúng ta cũng đã có sự càng xe cày thay thế hết rồi. Và thứ hai đó chính là lấy vợ, thì gia đình anh chị cũng đã nắm tay chung tay xây hạnh phúc gia đình đến nay cũng được gần 17 năm và trọn vẹn hai người con, một người con gái và một người con trai. Và giờ đây các con của anh chị đang còn tuổi ăn tuổi học, tuổi lớn và rất là chăm ngoan học giỏi. Và thứ ba đó chính là làm nhà. Vâng, kính thưa quý vị, sau bao nhiêu năm tháng cũng là nỗi chắc chiêu của gia đình anh chị. Và ngày hôm nay được sự quan tâm của đôi bên gia đình nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa cùng bà con lối xóm, đặc biệt là gia đình anh chị cũng đã luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm tòi, luôn luôn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong đời sống hàng ngày. Và ngày hôm nay cũng đã đáp đại một ngôi nhà mới, ngôi nhà khang trang lại thành đạt như ngày hôm nay. Vâng, quả đúng là tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc đó việc nào lớn mà gia đình anh chị cũng đã đều làm được. Một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt cùng chúc mừng cho gia đình anh chị gia chủ ngày hôm nay. Và ngay từ đây để đáp lại những tình cảm tốt đẹp mà tất cả quý vị chúng ta đã bớt thời gian vào ngọc quý báu, không biết nói gì hơn, giờ đây đại diện cho gia đình anh chị một người em trai đó chính là chú Hiền cũng có đôi câu để cảm ơn tới quý người ngoài, quý vị khách quý xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh em nội ngoại, kính thưa ông bà, anh các chị, bạn bè gần xa và gần lối xóm, qua một thời gian làm ăn sinh sống ở miền đất Tây Nguyên, anh chị cũng tích góp được một ít vốn để xây dựng căn nhà hạnh phúc cho mình. Gia đình anh chị hôm nay cũng bày tỏ được một bữa tiệc tân gia ngày hôm nay, gia đình tiếp đón không được chú đáo, nhiệt tình. Mong tất cả các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc tân gia ngày hôm nay hết sức thông cảm và đầy đủ thứ cho gia đình anh chị ngày hôm nay. Cuối cùng, gia đình chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, rất cảm ơn tất cả các vị khách quý có mặt trong hôm buổi tiệc tân gia ngày hôm nay, có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý đời ngoài, kính thưa toàn thể ở đây, cho phép Quang Thời sẽ là người bắt nhịp cầu nối một bờ vui để chúng ta cùng chung chia niềm vui. Chúc mừng cho gia đình anh chị gia chủ, anh chị Duẩn Thúy ngày hôm nay. Và cho phép bà Quang Thời sẽ để bắt nhịp, chúng ta hãy cùng rót lên những ly bia, những nước ngọt nào chúng ta còn vơi thì chúng ta cùng rót đầy những ly cạn của mình và cùng nhau cạn những ly đầy và chung hô với tôi từ 1 đến 3 để cùng chúc mừng. Xin mời. 1 2 3, xin chúc mừng. Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng cảm đi đầu chung vui cũng như chúc mừng toàn thể ngày hôm nay. Vâng, từ đây xin mời anh chị chúng ta cùng trở về bằng tôi đã từng đi qua bao miền hoang vắng đơn sơ, và tôi đã từng đi qua bao miền cát trắng nên thơ, cùng bạn bè khát khao niềm tin trong tim mọi người dựng xây một quê hương mới tràn đầy những ước mơ và những nụ cười. Tôi đã từng đi qua bao ngày mưa nắng sóng sâu, và tôi đã từng đi qua bao
bao làng xóm giữa mênh mông mà dòng đời cuốn trôi ra theo đêm đen ngày dài, mặc cho mưa hay giông tố mà người vẫn vững tình bằng những nụ cười. Nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mái ấm tình nồng, cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa hồn nhiên bên ngôi nhà yêu thương, để cho ngày nắng ấm áp gió mưa không mang, bao buồn đau sẽ hóa nụ cười nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước mơ. Xóm giữa mênh mông mà dòng đời cuốn trôi ra theo đêm đen ngày dài, mặc cho mưa hay giông tố mà người vẫn vững tin bằng những nụ cười. Nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mái ấm tình nồng, trẻ thơ tiếng ca vui đùa hồn nhiên bên ngôi nhà yêu thương, để cho ngày nắng ấm áp gió mưa không mang, bao buồn đau sẽ hóa nụ cười nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bên ngôi nhà ước mơ. Nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mái ấm tình nồng, cho trẻ thơ tiếng ca vui đùa hồn nhiên bên ngôi nhà yêu thương, để cho ngày nắng ấm áp gió mưa không mang, bao buồn đau sẽ hóa nụ cười nơi tình yêu mãi luôn rạng ngời, để ngày vui hân hoan từng khúc ca bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng mình một đàn con.
ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một ước liều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới tuốc liều xinh. Bye.
quan.
say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ba ngày như vàng tiếng ba hồ dậy từ non sông, rào rực số hôm nay bác.